tủ body luxury của nhà Như. Khi mọi người mua hàng về thì mọi người thấy gì ạ? Cái mẫu mã nó rất là sang trọng và Như bán chỉ có 199 ngàn. Wow, nhìn cái hũ rất là xuất sắc và đẹp đúng không mọi người? Rồi, còn đây là kích trắng collagen X3 và đây là tắm trắng sa phong của nhà Như. Đây là cái combo dành cho những bạn nào da chai lì, da xài lâu năm không có hiệu quả. Thêm cái nữa là xài kem trắng, buông kem ra bị đen lại. Những bạn nào hay đi ngoài nắng thường xuyên, da hay bị bắt nắng đó, thì xài cái combo này giùm cho Như. Đây được gọi là cái áo khoác thu nhỏ. Tại sao lại gọi như vậy? Vì nó là một cái sản phẩm giúp cho da của chúng ta có một cái độ ẩm. Ngày xưa chị em nào dùng kem nhiều biết nè, kem á, mà khi mà chúng ta dùng á, là chúng ta phải mặc áo khoác. Hồi xưa Như cũng vậy á đó, hồi xưa chưa có tiên tiến như bây giờ thì Như cũng mặc áo khoác mỗi ngày luôn. Nhưng mà Như cảm nhận một điều là mặc áo khoác xong chiều mở ra da trắng tinh đó, tại vì cái da nó ẩm, nó đổ mồ hôi không biết làm sao nữa mà da nó trắng, cho nên tất cả chị em thời đó là ùa nhau vừa sức kem mà áo khoác rồi còn mặc thêm cái gì nữa à, mặc thêm vớ rồi chùm các kiểu làm sao để ra mồ hôi nhiều nhất có thể đúng không chị em. Đó thì ngày hôm nay là thời đại 4.0 rồi, Nguyễn Huỳnh Như cũng vẫn làm đẹp theo kiểu hồi xưa vì nó vẫn hiệu quả mà. Nhưng mà mình sẽ làm là một cái hũ kích trắng này thành một cái áo khoác thu nhỏ mọi người à. Bây giờ thật sự là thời tiết ngày càng nóng, có khi lên đến 40 độ, chiên cả trứng được mà. Cho nên mặc áo khoác gây sự bức bối khó chịu và không có tinh thần làm việc. Cho nên khi mọi người pha cái kích trắng này vào chung với body thì nó lại được một cái kết quả gì? Đó là kích trắng pha với body nó cũng sẽ có một cái lượng cấp ẩm trên da, nhưng mà da của mọi người lại không quá bị chịu sự bức bối hầm và tạo được cảm giác rất là thoải mái luôn. Và kích mọi người pha với body á thì 3 ngày mọi người sẽ cảm thấy da mọi người lên tông rõ rệt. Lên tông ở đây không phải là trắng nõn, trắng nà, trắng khác xưa, mà nó sẽ cảm thấy là da mình bật tông hơn so với ban đầu nha chị em. Rồi có nhiều chị em hỏi Như ơi, pha kích với body á rồi nó có bị lộ vân hay không? Đây mọi người thấy không, kem của Như tay đi đến đâu là kem thấm đến đó, mùi thơm trên 8 tiếng và cái gì ạ, đem lại một làn da không chỉ trắng mà còn khỏe, là nó nằm ở đây nha mọi người. Đây da của Như đây, pha lên nó mướt, nó mịn và đặc biệt là nhìn cái da nó rất là có sức sống. Đó là cái mà Như muốn muốn nói với các bạn, chứ không phải là giới thiệu với các bạn, mà muốn nói với các bạn và khẳng định với các bạn luôn là cái sản phẩm này mọi người xài mọi người không ưng ý nữa thì thật sự là không biết nói như thế nào. Cái combo body kích tắm trắng nhà Như á mà mọi người xài á, mọi người không đem lại hiệu quả là Như hoàn tiền cho mọi người luôn. Đó là cái lời hứa từ Nguyễn Quỳnh Như nha. Mà sản phẩm không phải là nó đắt đỏ 1 triệu mấy 2 triệu gì. Cái hũ kích này có 49 ngàn, tắm trắng này có 139 ngàn mà nó tới 3 gói, một tuần chỉ có tắm một lần, tính ra một lần tắm chưa tới 46 ngàn. Hũ body sang xịn sò này chỉ có 199 ngàn thôi các bạn. Các bạn để ở nhà, chưng ở nhà, thấy cái bàn mỹ phẩm của các bạn bảo đảm là nhìn nó sang trọng bắt mắt liền. Đó là những cái mà Nguyễn Quỳnh Như muốn nói. Thật sự Như biết là trên mỹ phẩm thị trường á có rất là nhiều sản phẩm là và cả triệu sản phẩm luôn nữa đó, cho nên là có quảng cáo như thế nào mà không đem lại chất lượng thì nó cũng không tồn tại. Và sản phẩm của Như các bạn nhìn nha, nó tồn tại 5 năm trên thị trường mỹ phẩm Việt và chắc chắn một lần nào đó các bạn cũng đã phải thấy nó ở ngoài thị trường, và nếu như nó không chất lượng nó đã bị đào thải chứ không phải tồn tại cái thương hiệu này tới 5 năm. Cho nên một sản phẩm mà có chất lượng hay không là nhờ vào tiếng nói của khách hàng, là nhờ vào sự tiêu thụ của thị trường và nhờ vào sự nổi tiếng. Không có cái truyền thông nào có thể nổi tiếng dùm cái thương hiệu đó, chỉ có chất lượng, khách hàng xài rồi, mua rồi, dùng rồi, thích rồi, giới thiệu cho khách xài tiếp thì nó mới đem lại cái sự lan tỏa của một thương hiệu. Và đó là cái mà Nguyễn Huỳnh Như đã làm được trong 5 năm rồi. Nhanh tay để trở thành một trong những chị em lột xác cùng với mỹ phẩm Đông Anh và luôn có một làn da không chỉ trắng mà còn khỏe.